Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình một cái nền đường số 6, khu Hưng Phú nha, khu dân cư miền Nam. Đây là một cái nền khá là lý tưởng luôn. Đường trước nền là đường 18m trên giấy, lề thì 6m, mỗi bên là 12, hai bên là 12m nha. Là con đường này khoảng là 30m. Con đường này 30m, vừa lề vừa lộ. Thì đây là một cái con đường khá là lý tưởng luôn. Khu Hưng Phú sát bên trung tâm thành phố Cần Thơ, chỉ cách con sông và một cây cầu. Thì để đi qua lộ quay cho quý chú anh chị em mình xem một cái vị trí nền ha. Diện tích bề ngang 520 nha. Đường rất là thông thoáng. Thì cái nền này đang quay về hướng đông bắc, đông nam, quay về hướng đông nam. Thì đây là cái hướng đi vô trong. Còn cái hướng này đi ra ngoài là có cái chợ ở phía ngoài nha, trường Ngôi Sao Mầm Non, trường cấp 1, cấp 2 thì sát bên luôn nè. Đó, nhìn lại đẳng chỉ có chừng 300m là chúng ta tới cái khu trường Ngôi Sao nè. Đây là cái khu trường Ngôi Sao và trường cấp 1 luôn, trường mẫu giáo và trường cấp 1, cấp 2. Thì đây gần đây là khu trường Việt Mỹ đồ kế bên đây luôn ha. Đây là một cái nền khá là lý tưởng luôn. Thì có đổ đá cao ngút lên cho quý cô chú anh chị em coi ha. Đó, đống đá đường hết biết luôn. Thì từ cái nhà này qua anh đây xây cuốn lên rõ ràng cho ha. Đó, bên đây là 5m, dài là 20m. Cái nền khá là lý tưởng luôn. Quý cô chú anh chị em nào có cần sở hữu một cái nền diện tích 520 thì đây là một cái nền khá là lý tưởng. Ở sau nó có mương thở ở phía sau luôn nha. Nó đổ đá rất là cao ngút lên trên ha. Thì cái nền này nó cũng dài bằng cái nhà hôm nay. Từ miếng này nó sẽ đi dài vô trong đó là 20m, bề ngang thì 5m, quay về hướng đông nam. Con đường và lộ thì 30m nha. Lề thì 6m, đường thì 18m. Khá là lý tưởng luôn. Đây quay về hướng đây ha. Quay về hướng đây. Thì pháp lý là thổ cư. Giá hiện thời chủ đang đưa ra là mức giá là 6.2 tỷ có thương lượng. Đây là một cái nền khá là lý tưởng luôn. Cho quý cô chú anh chị em là cần sở hữu ha. Gần chợ, cách chợ chỉ có 500m. Thì nói chung cái đây là thuộc của trung tâm, gần trung tâm thành phố Cần Thơ, thì bán kính trong vòng khoảng 500m là đầy đủ tiện ích. Ăn uống, siêu thị, chợ búa, bệnh viện đồ. Thì qua bên tới Bến Ninh Kiều thì đâu đó tầm khoảng chừng 4km là chúng ta tới Bến Ninh Kiều rồi. Qua xong là đường qua cầu Quang Trung là thấy tới trung tâm thành phố Cần Thơ rồi. Bệnh viện Đa Khoa Trung ương, bệnh viện thành phố Cần Thơ. Đó. Thì công viên Lưu Phước thì sát bên đây ha. Qua cầu Quang Trung cái là tới rồi. Đây là một cái nền rất là đắc địa của khu Hưng Phú này. Khu này hiện thời thì cũng rất là hot ha. Thì các nhà thì đây, nhà cao, nhà thấp, đủ cỡ hết. Cái này thì các tùy theo cái kiểu của mình thích nha, chứ nó không có ràng buộc là theo kiểu quy cách nào hết ha. Đó, đủ kiểu hết trơn ha. Đó, xe mười mấy tấn đậu mà có chút xíu vậy đó. Đường hải hùng cái đường không. Đây là một cái nền khá là lý tưởng cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo. Thì đây là cái con đường số 6, khu dân cư miền Nam, khu vực 8, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ nha. Đây là một cái nền khá là lý tưởng cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo. Quay về hướng đông nam thì quý cô chú anh chị em là cần sở hữu cái diện tích nền 520, cất nhà tự do tùy theo kiểu mình thích ha. Thì khá là lý tưởng luôn, một cái nền khá là lý tưởng. Thì đây ra cầu Quang Trung nó tầm khoảng chừng 600m là tới cầu Quang Trung rồi ha. Là cái đường ngay nhánh luôn. Đi ra đường thẳng này là ngay cầu Quang Trung nha. Đường này là đường chính đi luôn. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Thì xin chào và hẹn gặp lại video sau.
thì giá cái nền này diện tích 520, đường 30m thì giá chỉ 6,2 tỷ là sở hữu ngay gần ngã ba ngã tư đồ luôn ha. Ở đây khu vực này ăn uống, bán nhà hàng ăn uống rất là nhiều, khách sạn đầy đủ luôn ha, trường học đồ đầy đủ luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp những video sau. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều.